Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng AFF U19 Đông Nam Á, thì sự tập trung của các khán giả đều dồn vào bảng A khi có sự góp mặt của ba đội bóng mạnh nhất giải đấu, gồm U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và chủ nhà U19 Indonesia. Và cả ba đội vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp lẫn nguy cơ bị loại sau khi lượt trận cuối cùng được diễn ra. Và đương nhiên rồi, mỗi huấn luyện viên đều phải có một sự tính toán hợp lý trước khi hai cặp đấu hành diễn ra cùng giờ. Vì vậy, biến số của cả hai trận đấu có thể xoay chuyển 180 độ khi những kết quả có thể thay đổi liên tục. Và vào lúc 20 giờ, trận đấu với U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã diễn ra. Đây được xem là cặp đấu quyết định hoàn toàn cho hai chiếc vé đến vòng bán kết của U19 Đông Nam Á. Vì vậy, cả đôi bên đều sẽ ra sân với một tâm thế cực kỳ thận trọng. Khi cả hai chiến lược gia này đều hiểu rằng, nếu trận đấu này khép lại với tỷ số hòa, có bàn thắng, thì đương nhiên U19 Việt Nam và U19 Thái Lan sẽ là hai cái tên tự dắt tay nhau bước vào vòng tiếp theo. Và chủ nhà Indonesia sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Nhưng rõ ràng sẽ chẳng một vị huấn luyện viên nào nói với học trò của mình rằng sẽ chơi tử thủ và trông chờ một kết quả hòa trước đội bạn. Vì vậy, trên giờ bóng lăn, cả ông Đinh Thế Nam và Salvador Garcia đều đặt ra một quyết tâm rất lớn là phải có được một chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Do đó, trước trận đấu này diễn ra, cả hai đội đều có những mục tiêu của riêng mình. Và đương nhiên rồi, đó phải là một trận thắng trước kỳ phùng địch thủ của mình. Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan diễn ra với một thế trận khá chậm rãi. Cả hai đội đều có những sự thận trọng nhất định của mình. Và vì thế sẽ không có những đợt tấn công ăn miếng trả miếng xảy ra giữa cả hai đội trong trận đấu này. U19 Việt Nam đã tiếp cận trận đấu với sơ đồ 4-3-3 với bộ tứ trung vệ vẫn là Bảo Long, Hoàng Cảnh, Văn Sơn và Châu Phi. Đây là bốn cầu thủ chơi cực kỳ ổn định trong những trận đấu đã qua, khi mới chỉ để thủ thành Cao Văn Bình và lưới nhận bóng đúng một lần duy nhất trong trận thắng 3-1 trước Myanmar. Ba tiền vệ trung tâm của chúng ta lần lượt là Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Anh Tú và cái tên chắc chắn không thể thiếu trong đội hình của U19 Việt Nam, đó là Nguyễn Văn Trường, người được cho là chơi hy sinh nhất tại giải đấu lần này, khi anh phải lùi về quán xuyến tất cả các khu vực giữa sân và ít khi được dâng cao cho những tình huống tấn công sở trường của mình. Trên hàng công sẽ là bộ ba quen thuộc của chúng ta xuyên suốt từ đầu giải đến giờ, đội trưởng Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc và vua phá lưới Nguyễn Quốc Việt. Đây sẽ là niềm hy vọng cho những đợt tấn công của U19 Việt Nam trong trận đấu này. Và trận đấu giữa hai đội đã diễn ra trong một thế trận khá giằng co và đôi bên chủ yếu thực hiện những pha bóng truyền dài phản công của mình, dễ ít những khoảng trống để thực hiện những pha bàn bật trong phạm vi hẹp. Vì vậy, mãi đến phút 25 của trận đấu, U19 Việt Nam mới có cơ hội đầu tiên của mình khi Nguyễn Quốc Việt chạy chỗ khôn ngoan sau đường truyền của Đình Bắc và đưa Việt vào tư thế đối mặt với thủ môn. Nhưng rất tiếc, cú dứt điểm của số 9 bên phía đội tuyển Việt Nam đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu trong hiệp thi đấu đầu tiên, khi cả hai đội vẫn chơi khá kín kẽ và U19 Thái Lan vẫn chưa có được cơ hội rõ ràng nào về phía khung thành của thủ thành Cao Văn Bình. Khép lại hiệp thi đấu thứ nhất, cả hai đội vẫn chưa có một lần nào làm rung mảnh lưới của đối phương. Còn ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà Indonesia đã dẫn trước U19 Myanmar với tỷ số 4-1 sau hiệp thi đấu đầu tiên. Vì vậy, với tỷ số hiện tại của hai trận đấu, thì cục diện bảng A sau 45 phút thi đấu đầu tiên càng trở nên khó đoán hơn bao giờ hết, khi U19 Thái Lan bắt buộc phải có một trận thắng hoặc phải có một trận hòa có tỷ số 1 đều mới có cơ hội giành quyền vào bán kết. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Salvador Garcia sẽ có những tính toán cụ thể cho hiệp thi đấu thứ hai của mình. Đúng như dự đoán, khi bước sang hiệp thi đấu thứ hai, U19 Thái Lan đã kiểm soát bóng một cách áp đảo so với đội quân của thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam và liên tục tạo ra những sóng gió về phía khung thành của thủ thành Cao Văn Bình. Khi U19 Thái Lan đã bị dồn vào thế chân tường thì họ bắt buộc phải dồn lên tấn công. Vì vậy, U19 Việt Nam đã phải phòng ngự một cách kín kẽ, vì nếu như để thua trong trận đấu ngày hôm nay thì đội bóng của chúng ta sẽ bị loại ngay từ vòng bảng. Nhận thức được điều đó thì huấn luyện viên Đinh Thế Nam bắt đầu chuyển sang chơi sơ đồ 4-1-4-1 nhằm tạo nên một lớp phòng ngự kín kẽ trước khung thành, cùng với đó có thể gây áp lực liên tiếp vào phần sân đối phương, qua đó có thể tránh những tình huống chuyển trạng thái phản công của U19 Thái Lan. Nhưng tính toán của huấn luyện viên Đinh Thế Nam trong hiệp thi đấu thứ hai là rất chi tiết và cụ thể, khi nó đem lại một sự hiệu quả tức thời cho U19 Việt Nam trong quãng thời gian sau đó. Nhưng vào phút thứ 72 của trận đấu thì một sai lầm đã đến khi thủ thành Cao Văn Bình mắc một sai lầm nghiêm trọng sau tình huống đấm hụt bóng, vô tình bóng vào chân của Crawford và nhiệm vụ còn lại của cầu thủ bên phía U19 Thái Lan là quá dễ dàng khi để bóng vào lưới trống mở tỷ số cho đội bóng đến từ xứ sở trổ vàng. Đây chắc chắn sẽ là đòn giáng mạnh vào tâm lý của các cầu thủ U19 Việt Nam sau khi bị đối phương mở tỷ số trong một thời điểm rất nhạy cảm vào trận đấu. Và sau bàn thua, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã dồn lên tấn công một cách vũ bão khi liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Và thành quả đã đến rất nhanh khi chỉ 4 phút sau đó, với tình huống sút xa lợi hại của Nguyễn Bảo Long ở bên phía hành lang cánh trái, vô tình để chạm chân một cầu thủ áo đỏ và đặt Khuất Văn Khang vào vị trí vô cùng thuận lợi. Và với sự điềm tĩnh của mình, tiền vệ quê Sơn Tây đã giúp U19 Việt Nam có bàn thắng gỡ hòa ở một thời điểm vô cùng quan trọng của trận đấu.
Đây được xem là bàn thắng mang tính then chốt, khi cả hai đội đều biết rằng với tỷ số hiện tại thì U19 Việt Nam cùng với U19 Thái Lan sẽ có mặt ở bán kết. Và cho dù kết quả trận đấu cùng giờ giữa Indo và Myanmar có như thế nào thì cũng vô ích. Vì vậy trong những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội chơi với một lối chơi dường như là mất hồn khi bóng chỉ lăn ở phần sân của U19 Việt Nam và những đường truyền qua lại của Vũ Văn Sơn và Trịnh Hoàng Cảnh ở những phút cuối càng khiến cho người Indonesia nóng mặt và tức giận. Chưa dừng lại ở đó thì tình hữu nghị giữa hai anh em Việt Nam và Thái Lan lại càng tiến triển khi đã có những bàn hỗ trợ nhau kịp thời cho những tình huống chuột rút và cả hai cùng vui chơi với chơi bóng cho đến khi trọng tài chính nổi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và cả hai đều hài lòng với kết quả đó. Bởi U19 Thái Lan và Việt Nam sẽ là hai cái tên đầu tiên của bảng A góp mặt tại vòng bán kết của giải U19 Đông Nam Á. Với sự hả hê và vui mừng của Việt Nam và Thái Lan thì chắc chắn người hâm mộ Indonesia sẽ cực kỳ tức giận khi bọn họ đã bị loại trong một kịch bản vô cùng hy hữu. Bởi vì tại giải U19 Đông Nam Á lần này, trong trường hợp các đội bằng điểm nhau thì các thứ tự ưu tiên sẽ xét thành tích lần lượt là đối đầu trực tiếp, hiệu số và bàn thắng ghi được. Vì vậy trước đó, U19 Indonesia đã hòa U19 Thái Lan và hòa U19 Việt Nam với kết quả là 0-0. Nên khi xét thành tích đối đầu giữa ba đội thì Indonesia là đội thất thế. Bởi U19 Việt Nam và Thái Lan đã hòa nhau với tỷ số có bàn thắng. Vì vậy đây là một điều vô cùng tiếc nuối với thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Vì trước khi giải đấu này diễn ra, giới truyền thông đánh giá Indonesia là đội bóng hàng đầu cho ứng cử viên vô địch. Nhưng giờ đây, họ lại bị loại một cách vô cùng đau đớn. Sau một quãng thời gian đầy gian nan tại vòng bảng với những khó khăn nhất định của mình, thì thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã hoàn thành được mục tiêu đề ra trước khi giải đấu bắt đầu, đó là lọt vào vòng bán kết. Thực sự phải nói là trước khi giải đấu này diễn ra, thì giới truyền thông đánh giá đây là một bảng đấu cực kỳ khó khăn cho bất kỳ đội bóng nào muốn cạnh tranh một tấm vé bước vào bán kết. Và giờ đây Việt Nam là một trong những đội bóng đầu tiên góp mặt tại bán kết và đối thủ của chúng ta sẽ được xác định vào ngày hôm nay khi những lượt đấu cuối cùng của bảng B sẽ được diễn ra. Vì vậy chúng ta hãy cùng hy vọng rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam tại vòng bán kết. Và kịch bản đẹp nhất thì người hâm mộ đều hiểu rằng U19 Việt Nam sẽ gặp lại U19 Thái Lan tại trận chung kết. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Luận Viên Mai Tài nha. Đó là nguồn động lực to lớn để tụi mình có thể tiếp tục ra những video chất lượng hơn nữa trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.